mais oui, non. Ça, c'est ouais. Ça. Là. Exactement. Que du soir. Tiếng Pháp với tiếng Anh nhé hả? Tiếng Pháp. Tiếng Pháp thì tôi không biết vì tôi không ở đó, mà tiếng Anh ông dễ nhớ là pick. Pick hours, nó có chữ S, hours. Hours là L phải đó.
chơi đi nghe nhạc rồi. Có hai chứ, có phòng trà, có ba, có có bên không á? À, có của người Tây. Có hả? Có của người Tây. Người Việt không? Không, luôn. Ủa, chưa hả? Không.